Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Theo kế hoạch, ngày 29 tháng 8, Chính phủ sẽ tổ chức buổi lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Hưng Yên được chọn là nơi tổ chức chính. Đến đầu giờ chiều ngày 28 tháng 8, mọi khâu trong công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã hoàn thành. Theo đó, 5 nội dung chính nhằm đảm bảo buổi lễ diễn ra thành công đã được tỉnh Hưng Yên hoàn thành, gồm truyền thông, báo chí và trang trí khánh tiết, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, chuẩn bị cơ sở vật chất và hậu cần, công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm và phương án cấp điện an toàn và liên tục đảm bảo buổi lễ diễn ra thành công. Buổi lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 sẽ được tổ chức từ 8 giờ 30 ngày 29 tháng 8 tại trạm 500 kV Việt Hưng, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm và được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại 8 tỉnh có đường dây đi qua gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và tỉnh Hải Dương. Sau 8 tháng khẩn trương thi công với tinh thần vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão, làm việc liên tục 24/7, 3K4 kíp, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, chỉ bàn làm, không bàn lùi, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng thi công, công trình thi công đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên đã về đích thiết thực chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có thể nói hệ thống đường dây 500 kV là huyết mạch quốc gia đưa dòng điện đến khắp mọi miền của Tổ quốc, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Việc thiếu điện cục bộ ở miền Bắc tháng 5-6 năm 2023 đặt ra yêu cầu phải xây dựng ngay một đường dây 500 kV mạch thứ 3 để tải điện từ miền Trung ra miền Bắc, góp phần cung cấp điện đủ liên tục cho nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Công trình có chiều dài 590 km, chạy qua địa bàn 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên. Công trình có 1.177 vị trí cột, có công suất truyền tải điện lên đến 2.400 MW, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải điện của hệ thống điện quốc gia. Sau khi hoàn thành, sẽ đảm bảo chủ động, linh hoạt trong việc chỉ đạo điều hành, cân đối, cung ứng điện giữa các vùng miền trong phạm vi cả nước. Đây là dự án trọng điểm quốc gia có tổng mức đầu tư lớn trên 23.000 tỷ đồng, có khối lượng thi công lớn nhất từ trước đến nay, trong khi yêu cầu thời gian thi công phải rút ngắn nhất có thể. Nếu so với công trình đường dây 500 kV mạch 1 thi công cách đây 32 năm, làm trong gần 4 năm, thì đây là công trình có thời gian thi công ngắn nhất, tiến độ nhanh nhất, được huy động một lực lượng kỹ sư, công nhân đông đảo lên đến 15.000 người. Thi công liên tục, không có ngày nghỉ, làm xuyên ngày lễ, xuyên Tết, có sự phối hợp với các đơn vị ngoài ngành điện như Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Viễn thông NPT của các đơn vị quân đội thuộc Quân khu 3, Quân khu 4. Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng huy động thêm cán bộ, công nhân viên kỹ thuật của 5 tổng công ty thành viên của tập đoàn và hỗ trợ phối hợp thi công. Nhìn lại chặng đường khó khăn đã đi qua, điều ấn tượng nhất là sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cháu thiếu niên. Trong khoảng thời gian ngắn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã luôn chỉ đạo hết sức sâu sát, quyết liệt. Cụ thể là Thủ tướng đã có 5 cuộc họp với các bộ ngành địa phương có đường dây đi qua. Thủ tướng đã 3 lần trực tiếp xuống tận công trường của 9 tỉnh, đến tận nơi thi công khó khăn nhất là Thanh Hóa, Nghệ An để thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân viên trên công trường. Nhiệt huyết của cấp lãnh đạo đã lan tỏa đến các tỉnh thành phố, quyết tâm cao, đồng tâm hiệp lực để đưa công trình về đích. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo để bàn giao mặt bằng sớm như Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa. Các đồng chí bí thư, chủ tịch 9 tỉnh trực tiếp xuống địa bàn gặp gỡ động viên nhân dân vì lợi ích quốc gia dân tộc mà sẵn sàng bàn giao mặt bằng để các nhà thầu có thể triển khai thi công sớm nhất. Có được thành quả như ngày hôm nay phải kể đến đóng góp cống hiến của đội ngũ cán bộ công nhân viên đã và đang làm việc trên công trường. Họ phải xa gia đình 7 đến 8 tháng, nhiều người không được nghỉ lễ Tết. Lãnh đạo chúng tôi từ tập đoàn đến các tổng công ty, các ban quản lý dự án đều ăn ngủ trên công trường, duy trì chế độ giao ban trực truyền, xử lý công việc trên máy tính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, chỉ bàn làm, không bàn lùi. Các bộ phận trong ngành, trong tổng công ty phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng từ khâu sản xuất, nhập khẩu, phụ kiện đưa thẳng ra các công trường.
đường dây 500 kV mạch 3 đưa vào vận hành. Đây là kết quả của tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khẳng định không có việc gì khó, không có việc gì không thể. Đó là kết quả của tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã tạo động lực để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh đưa điện từ miền Nam ra miền Bắc. Đó là 1.117 bó hoa được cắm trên dải đất miền Trung từ Quảng Bình ra Hưng Yên, kính dâng lên Tổ quốc dịp kỷ niệm 79 năm ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tối ngày 27 tháng 8, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia EVN-NPT, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung CPMB phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, qua đó chính thức thông tuyến toàn bộ đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu có chiều dài 226 km đi qua địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Dự án có 463 vị trí móng cột, trong đó có đến 237 vị trí cột trên núi, đi qua nhiều địa hình phức tạp với 197 khoảng néo hành lang tuyến, gồm 7 khoảng néo vượt sông, hồ lớn, 15 khoảng néo vượt quốc lộ. Dự án được triển khai thi công từ ngày 18 tháng 1 năm 2024 và được Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư họp ngày 24 tháng 8 năm 2024 và thống nhất đóng điện. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường dây phải hoàn thành để chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu, đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Trung Bắc ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp. Tuyến đường dây cũng giúp nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Trung Bắc, kết hợp với các cung đoạn đường dây 500 kV Quỳnh Lưu, Thanh Hóa, Nam Định 1, Phố Nối, cũng như các đường dây mạch 3 đã hoàn thành từ Pleiku 2, Dốc Sỏi, Quảng Trạch, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Nam Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Theo lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc huy động máy móc, thiết bị thi công đồng thời trên toàn tuyến, khó khăn về địa hình tuyến với nhiều vị trí trên đồi núi cao, đường lên các vị trí móng cột khó khăn, đặc biệt rất khó khăn khi trời mưa, đường dốc trơn trượt, mặt bằng thi công không thuận lợi. Điều kiện bất lợi về thời tiết có nhiều ngày mưa bão, dông, nắng nóng cực đoan, nhiều ngày xảy ra gió mạnh từ 3 đến 7 tiếng, ngoài ra còn xuất hiện dông sét nên nhiều thời điểm phải dừng thi công để đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị công trình. Khó khăn về huy động lực lượng thi công dựng cột, kéo dây do tiến độ thi công gấp, thời gian thực hiện ngắn, khối lượng thi công dựng cột kéo dây đồng thời của các dự án lớn. Cùng với đó, khối lượng cột thép rất lớn trong khi tiến độ yêu cầu trong thời gian ngắn. Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia và Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung và các nhà thầu đã nỗ lực tập trung sản xuất, thực hiện các giải pháp triển khai cụ thể, đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Việc dự án hoàn thành và đóng điện đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là động lực to lớn để hoàn thành công trường dự án đường dây 500 kV mạch 3, hoàn thành nhiệm vụ, khánh thành trong những ngày tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu là dự án thành phần cuối cùng của dự án đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành. Trước đó, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đã hoàn thành đóng điện trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa từ ngày 28 tháng 6 năm 2024. Dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa hoàn thành ngày 30 tháng 6 năm 2024. Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa và nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Phố Nối hoàn thành đóng điện ngày 19 tháng 8 năm 2024.